Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Commenter. Đến hẹn lại lên và đã hứa thì phải làm. Thì ở trong video giới thiệu Ryzen 3 3100 và Ryzen 3 3300X thì mình đã hứa sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ PC liên quan đến con CPU Ryzen 3 3100, bởi vì đây là một trong những mẫu CPU cực kỳ tốt. Khi mà mức giá chỉ có hơn 2 triệu thôi, các bạn sẽ có một CPU 4 nhân 8 luồng. Thì combo ngày hôm nay sẽ đi kèm một mẫu card đồ họa cực kỳ mới lạ đến từ ASRock. Vâng, đúng rồi, một mẫu card đồ họa đến từ ASRock luôn. Thì ASRock trước cái này anh em chỉ biết là sản xuất main thôi đúng không? Thì bây giờ đã sản xuất card đồ họa và 3100 đi với RX 5600 Ti thì liệu nó gây nghẽn cổ cha hay là không? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Thì mình sẽ giới thiệu một chút về cấu hình của bộ PC này. CPU Ryzen 3 3100 4x8 luồng, xung nhịp cơ bản là 3.6 GHz và xung nhịp boost tối đa là 3.9 GHz. Tuy nhiên, các bạn hoàn toàn có thể đẩy cái mức xung của cái mẫu CPU này lên cao hơn một chút, có thể vượt 4.0. Cái này tùy tay của mỗi người thôi. Thì mức giá rơi khoảng độ 2.4 triệu, cực kỳ ngon. Và để đánh cặp với CPU Ryzen 3 3100, mình sẽ sử dụng card đồ họa RX 5600 Ti đến từ ASRock. Thì như mình giới thiệu vừa nãy rồi, thì mẫu card đồ họa này có bo mạch tương đối ngắn và nhỏ gọn, phù hợp với tất cả các loại case, và hệ thống tản nhiệt đi theo kèm cũng vô cùng ấn tượng. Khi mình firmware mẫu card đồ họa RX 5600 Ti đến từ ASRock này thì nhiệt độ tối đa là 67 độ trong tình trạng đây là phòng điều hòa 24 độ và mình lắp cực kỳ nhiều quạt để thông gió cho bộ PC này. Thì tức là nếu như các bạn mua về để sử dụng thì có thể là nhiệt độ nó chỉ loanh quanh mức đấy thôi, bởi vì chẳng mấy ai firmware card đồ họa liên tục 100% cả. Thì lời khuyên của mình khi mua các mẫu card đồ họa RX 5600 Ti đến từ ASRock này thì các bạn có thể mua thêm bộ kit fan 3 fan bên mình để có thể thông gió bộ PC được. Và phiên bản RX 5600 Ti đến từ ASRock nó sẽ phiên bản RX 5600 Ti rẻ nhất trên thị trường. Hiệu năng thậm chí có thể sánh được với RTX 2060 cơ mà, quá hợp lý đúng không? Và để tránh được hiện tượng nghẽn cổ chai, mình sẽ sử dụng một bộ kit RAM tổng dung lượng là 16GB đến từ PNI và có bus là 3200. Các bạn hoàn toàn có thể bật tính năng XMP này và để bus RAM lên 3200 luôn, sẽ không gặp tình trạng xanh màn hay bất kỳ một lỗi nào cả. Mình chạy trong test các tựa game hoàn toàn ổn và không vấn đề gì cả. Và 16GB cũng là một dung lượng cực kỳ ổn để các bạn có thể làm đa nhiệm như stream game này hay là chơi tất cả các tựa game hiện nay mà không phải lo kiểu vấn đề thiếu RAM, hoặc là có thể làm một số mở nhiều tab Chrome để xem các cái bộ phim đến từ Nhật Bản chẳng hạn. Hợp lý mà. Và để liên kết được toàn bộ các linh kiện ở đây thì mình sẽ sử dụng một bo mạch chủ đến từ ASRock luôn, cho nó đồng bộ cả ASRock rồi, mềm ASRock luôn cho nó tuyệt vời. Thì bo mạch chủ này có tên là D450M Pro 4F. Thì rất nhiều các bạn đã đặt câu hỏi là 3100 có đi được mẫu bo mạch chủ này không. Mình gặp các câu hỏi này ở trên cả livestream này, trên tất cả các bình luận ở bên dưới các video. Thì chắc chắn rồi, mình đã xây dựng cấu hình này thì nó sẽ chạy cực kỳ ngon và mượt mà. Thì với cái mẫu bo mạch chủ này, các bạn sẽ có hai khe SDM2 để có thể lắp nhiều SSD, 4 khe RAM với tổng dung lượng có thể nâng cấp là 64GB. Sẵn hai thanh 8 rồi, tổng dung lượng 16 rồi, còn thừa đấy, lắp thêm hai thanh 8 nữa, 32GB, dùng có là phê quên đời luôn. Và vỏ case thì vỏ case hôm nay sẽ tối chung là nó vẫn đến từ game Mac nhưng không phải là game Mac Frostset nữa. Thì đây là game Mac Draco. Thì mặt trước này kính cường lực đấy, kính đấy, mặt này cũng là kính luôn. Thì các cái phần quạt các kiểu trang trí này thì mình lắp thêm cho đẹp để anh em thấy bộ cây nó rực rỡ một tí. Và nếu anh em thích, đường link sẽ để ngay dưới phần mô tả để anh em có thể chọn mua các bộ trang trí nó đẹp như này. Đây là cái phần giới thiệu tổng quan thôi. Thì bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng để các bạn có thể thấy được hiệu năng thực tế của CPU Ryzen 3 3100 khi đi với RX 5600 Ti nó sẽ như thế nào nhé.
Các bạn thấy sao về phần trải nghiệm hiệu năng vừa rồi? Hoàn toàn ổn đúng không? Thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả video. Nếu như bạn quan tâm thì có thể click vào. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.